Đó, bên trong nó đây. Cái này bị gãy hình tim nghe nè, không sao nghe nè. Đó. Nè, bên trong nè. Anh em thấy không? Còn rất đẹp cái nè. Đó có con tụ trong đó nè. Đó trong một. Hello, 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 chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em, trở lại với kênh của Phương Đam Mê TV nghe nè. Đó, hôm nay em lên Kinh Phụ nghe nè. Đó, lâu lắm rồi không lên Kinh Phụ ha. Đó, kênh này thì bán đồ xì ke, xí muội, ba cái đồ chế cháo không nghe nè. Cái đồ, nói chung là mấy đồ giá rẻ, giá yêu thương cho anh em lựa chọn nha. Đó, anh thấy nè. Đó, ok chưa? Ngon lành nha anh em. Ừ. Đó, rồi, không nói dài dòng nữa anh em ơi. Em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn anh em. Rồi, trước khi vào giao thì cũng như mọi khi em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt nha anh em. Đó, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 18 tháng 2 năm 2023 nha anh em. Đó, trước mặt mình rất là nhiều đồ chế cháo nè. Đây, trước tiên là em có máy này nè anh em. Đó. Úi giời ơi. Giờ bán đại luôn. Đó. Em bán đại ba cái nguồn này nha anh em. Hên xui mới rủi. Đó, về cho anh em chế cháo nha, ba nguồn như thế này rồi. Đó, còn rất đẹp cái này. Đó anh em thấy nè. Đó, dây nhợ thì còn ok. Dây cũng vô bánh nữa. Đó. Đó anh em thấy không? Cái này là cái gì đó. Trong CPU á anh em, trong vi tính nha. Đó, có cái quạt nè. Rồi, dây nhợ nè, một hộp nha anh em. Đó. Bỏ lên bên đi. Xa xa là được. Đó, bốc đại nha, hên xui. Dây nhợ nó lằng ngoằng lắm anh em. Đây nè. Đó. Ok chưa? Đó, dây một đống luôn anh em, hai thằng. Bắn hên xui cho anh em về chế cháo mà. À, máy này anh em chế ra lấy là sạc cũng được anh em. Đó. Ok chưa? Đó, đây. Rồi, em sẽ bán ba thằng như thế này ha. Đó. Đó, ba thằng thứ này để giá cho anh em, ok lắm anh em. Rồi, em sẽ lên giá luôn anh em ơi. Đó, em sẽ lên giá luôn nha. Mã này mã máy quên rồi đi. Rồi, em sẽ lên giá. Thì cái clip vừa rồi á, là của thằng kênh này anh em là cũng khá lâu ha, cũng cần gần nửa tháng tới 1 tháng rồi. Rồi, cái mã cuối của nó thì mã bên kia là mã 11, A11. Em sẽ lên tiếp theo là A12 nha anh em. Đó, nấu theo luôn. A12. Em sẽ để giá cho anh em với giá là ba hộp thứ này nha anh em. Đó. Ôi giá yêu thương lắm nha anh em. Có anh em nào chơi cháo mua về nghe làm cục sạc này kia, lấy nguồn lấy cái gì đó lấy ha. Hên xui. Đó. Đồ thì cũng còn đẹp lắm anh em. Đó, hên xui nha. Rồi, A12 để cho anh em với giá là 100k cho ba hộp này nha anh em. Ôi giá gì nó yêu thương làm sao. Rồi, em sẽ để bên nha. Đó. Đó. Xong. Tiếp tục lên ba hộp này nữa nha anh em. Đó. Một hộp nè. Đó anh em thấy không? Coi đi nha anh em. Đó coi thôi. Đó con đây nè, hoặc là 12 cm nè. Phải không? Chắc 12 quá. Rồi hoặc này có khoảng 13 cm anh em ơi. Đó. Nó nè. Đó nè thấy không? Ok cho nè. Đó, hai hộp. Anh em mua về chế cục sạc cũng ngon đó nha anh em. Đó, cái vỏ này đã lắm. Ừ. Ok cho nè. Rồi, dây nhợ thì quá trời dây luôn. Đó. Bán giá yêu thương mà thanh lý cho anh em ha. Rồi. Cái mã này là cái mã A13 nha anh em. Đó. A13. Em sẽ lấy ba con này để cho anh em với giá là cũng là 100k luôn nha anh em. Ui giá gì nó yêu thương làm sao. Rồi cái mã A13 100k đã đi qua. Em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Mã tiếp theo của em là lên mấy cái này anh em. Đó. Mấy cục này nè. Cục này em gửi trong mấy cái lo kẹo kéo ra anh em. Đó. Lỗi xiến nha. Đó nguồn xiến anh em. Để gì đây. Điện 220 mà ra không thấy để ha. Đó. Nguồn xiến em thấy dây là biết em biết là còn ha. Đó không chết nha nè. Anh em thấy không. Ok. Dây nhỏ nó còn. Còn con này thì nó gì nè nè. Đó, cũng gửi trong mấy lo cái lo là kẹo kéo gầy đó nè. Đó. Rồi. Em đo đường kính hai con này ha, rồi lên giá cho anh em luôn. Đây, đường kính con này là có khoảng 10 phân ha. Độ dày của nó là có khoảng 4 phân nghe nè. Đó. Lỗ giữa luôn, đo lỗ giữa cho anh em luôn. Lỗ giữa thì có khoảng 4,5 ha. Rồi, con này nhỏ hơn chút.
8 phân, lỗ giữa 3,5, dày nó dày hơn nha. Dày tới gần 4,5 nè, dày nó 4,5 ha. Rồi, em sẽ lên giá này luôn nha. Đó, lên giá hai này đó cho anh em về chế cháo làm đi. Đó. Mã này mã A14 nha anh em. A14 ha. Đó. A14. Để giá cho anh em với giá là cũng là 100k luôn anh em. Đó. Tất cả những sản phẩm ưu tiên cho em chứng khoán ha, không bao ship nha nè. Mấy cái giá này bao ship thì chết em luôn. Rồi, giá như ve chai. Xong. Lên mã tiếp theo anh em. Đó, mã tiếp theo có ba cái gì cắt này nè. Đó, gỡ trong cái máy ra nghe nè. Cá to nha. Đây một con nha cho anh em nè. Đó, không biết lưỡi có bị mắc hột nào không. Đó, ok nha nè. Rồi một thằng. Đây hai thằng nha anh em. Nè. Đó. Ok cho anh em. Ngon lành nha. Đó hai thằng. Rồi gần thằng thứ ba ha. Đó. Dĩa rất to nha anh em, đem đo đường kính coi dĩa này nhiêu nha. Đó, cái dĩa cái này 25 nha anh em. Đó, dĩa 25. Cái lỗ nó chắc ở 22 quá. Chắc độ độ cỡ đó nè. Cái gì? Nó cỡ khoảng 20 26 27 nè anh em ơi. Nói chung là cũng thông dụng nha anh em. Đây, cũng giống ha. Nhưng mà dĩa này ít hơn. Dĩa này có 23 nha anh em, 23 năm ha. Dĩa này 25, dĩa dưới 25, dĩa này 23 năm. Dĩa này cũng 25 luôn á. Rồi dĩa này cũng 25 luôn. Hai dĩa 25, một dĩa 23 năm nha anh em. Đó. Rồi ba cái dĩa này để giá yêu thương cho anh em luôn. Đó, anh em có mua được chế. Này là lưỡi cắt đá, cắt cây nè anh em. Đó, lưỡi này ha, cắt đá cắt cây đó. Rồi. Mã này mã A15 nha anh em. A15. Em sẽ lên bán ba dĩa ra cho anh em luôn. Đó, cho anh em về làm ha. Để cho anh em với giá là cũng là 100k cho ba dĩa này nha anh em. Đó. A15. Khá nặng. A15, 100k cho ba dĩa này nha anh em. Rồi xong. Em sẽ lên mã tiếp theo ha. Mã tiếp theo lên đóng luôn nè, đóng tụ nè. Đó. Anh em về chế cháo làm nha anh em. Đó, đóng luôn. Một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp. Gì? 1 2 3 4. 9 con nghe nè. Nó tổng cộng 9 con tụ ha. Tụ mấy tụ tụ xịn không nghe nè. Nè, con này là 9 UF ha. 9 UF nghe nè. 400V, 400 tới 450V ha. Ủa. Đây, con này có luôn. Con này cỡ khoảng là 30 UF ha. Đó, 3 UF nghe nè, 30 UF, 370V. Đó, đọc thông số cho anh em có nào mua mua hết mua luôn nghe nè. 25 UF, 370V. 25W ha. Con này 30W, 450W. Con này 30W, 450W. Mấy con tụ này tụ ngậm không nghe nè. Không có tụ phóng nha. Con này thì 4 gì? 40W rồi nè. Đó. 440W. Đó. Hai con này. Đây. Con này thì để là 60W nha anh em. Đó. 240W. Con này 40F ha. Đó, 40F nghe nè. 230V. Đó. Còn con này thì nó nằm trong bọc luôn, mới luôn nè. Mới luôn, mới luôn. Rồi, không có thông số luôn. Rồi anh em, đó bán hết chuyện này cho anh em, chín cục này tụ ngậm không anh em. Toàn là tụ xịn không đó, tụ dạng như là xài được chứ không phải tụ tụ vỏ mũ nữa, không im nghe nè, tụ là tụ vỏ nhôm hết nha. Đó. Rồi. Em sẽ lên mấy con này ha anh em. Đó. Không phải xịn quá mà xịn trong tầm giá nha anh em. Rồi. A16. Đó anh em nào thợ điện cơ nên hốt là giờ nha anh em. Đó rất là cần ha. Hai con thôi đủ tiền rồi. Rồi A16 để giá cho anh em hết này là 100k nha anh em. Đó. 100k nha. Trong đây cũng có mấy giặt nữa nha anh em. Đó, có tụ mới giặt nữa ha. Rồi. A16 để cho anh em 100k cho 9 con tụ này nha anh em. Ui. Giá cho nên rẻ làm sao để bên chín con tụ. Rồi xong, em sẽ lên mấy cái mặt âm ly nè. Đó. Thì em có ba mặt âm ly nè. Đó, một mặt nha. Kali test. Đó, gì đây?
đó anh em, đó một mạch ha, cho anh em về lấy linh kiện thôi nha anh em, đó hai mặt nha, đây kali sun gì nè, đó hai mặt, mặt là mặt thứ ba nha anh em, đó kali star ha, mặt thứ ba nè, đó ngon lành nha anh em, đó cho anh em về lấy linh kiện làm nha, bán giá yêu thương mà, rồi lên giá này luôn. Đâu rồi? Mã này mã A17 nha nè. Đó. A17. Để giá cho anh em với giá là 100k cho ba mạch này nha anh em. Đó. Tất cả những sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyển khoản ha. Rồi. Chuyển khoản xong em sẽ gửi hàng cho anh em nha, không bao ship nha anh em. Ở giá rẻ quá bao ship nên chết em luôn nha anh em. Đó. Rồi xong. Em tiếp tục lên mấy cái mặt này nữa nha anh em. Đây, một mặt. Hai mặt. Đó, ba mặt nữa anh em. Đó, ok chưa? Đây, một mặt này ha. Mắt tiêu đèn nha anh em, nút ná gì đây. Đó. Một mặt bên trong, để bên. Rồi, mặt thứ hai. Nút nó gì nha anh em. Đó. Mấy này nói chung là anh em lấy linh kiện thôi nha anh em. Đó, ok chưa? Cái mặt kia hơi xấu. Hơi xấu em sẽ bù con này lên, nó có cái có con IC lớn nha anh em. IC mấy đó mà chà bá. Nè nè, rồi nè nè, IC lớn ha. Đó, đây mặt đó nè, Carista nha nè. Đó, rồi lên giá con này luôn. Cũng ba mặt nữa ha, có mặt nó bị mắc cái kiến. Rồi, A này A18 nha nè. Đó, A7 tới A18 ha. A18 em sẽ lên nguyên hết này cho anh em với giá là cũng là 100k nữa nha anh em. Ôi nó đồng giá dữ gì ta. Rồi A18 100k đã đi qua. Rồi em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó mã tiếp theo của em thì lên máy này nè. Để đèn bên đi. Đó, máy nguồn anh em. Đó. Đây là nguồn nguồn vi sóng quý vị anh em. Đó, vi sóng nha. Nè em thấy dây nhợ nè. Đó anh em nghĩ nhìn dây nhợ anh em hiểu sóng là chết ha. Đó mình trong nghề nhìn cái biết liền. Rồi. Cái này á không dám thử đâu, thử lên điện cao lắm nha anh em. Đó lò vi sóng thử rất là cao ha. Cũng khá nặng nha. Đó. Em đo sơ sơ coi. Cho em hình dung. Ngang của nó là 10 nha anh em. Đó dày của nó thì có khoảng là 6.5. Đứng của nó là có khoảng là 8.5 nha anh em. Rồi. Em sẽ lên giá con này luôn. Lò con này lò vi sóng nha. Điện lên cao lắm nha anh em, thử điện lên rất là cao nha. Đó. Rồi. Con này ghê lắm. Rồi em sẽ lên con này luôn nha. Đó. Con này thì mã này mã 10 A19 nha anh em. A19 ha. Đó. Em sẽ lên giá này cho anh em với giá là 100k thôi nha anh em. Đó. Cho anh em tha hồ chế cháo nha. Đó, A19 100k nha. Rồi để bên. Chốc hết trơn. Bữa nào khai quá. Banh nhà nha anh em. Rồi, lên tiếp theo. Cũng một con y gian luôn anh em. Đó cũng lò vi sóng thì thông số có giống hệt vậy đó. Đó anh em thấy là dây nhợ anh em hiểu đó, là có nghĩa là anh em biết còn sống đó. Đó không khó chết lắm anh em. Rồi. Ngon lành canh đào. Da nó khá nặng nha. Rồi. Em sẽ lên mã này luôn anh em. Đó. Mã này là mã A20 nha. A20. Cho con lò vi sóng này để cho anh em với giá cũng là 100k luôn anh em. Đó. Ôi cái mã 20 giá chỉ có 100k nha anh em, giá gì nó yêu thương làm sao. Rồi xong. Em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Em lên mã tiếp theo là lên này nha anh em. Đây nè. Một con nha anh em. Đó. Đây trong tủ lạnh mới giặt gì đây không biết nữa. Đó anh em thấy không? Con này sử dụng điện 220 nha anh em, chỉ cần cấp nguồn lên là chạy điện 220 ha. Rồi, con tiếp theo thì cũng vậy luôn. Đó. Trong mấy lên giặt hay tủ lạnh gì đây, em quên tốt rồi, cũng cấp điện 220 là chạy nha anh em. Đây, có dây sẵn. Thử hết rồi. Đó. Và wow, thêm một con này nữa. Một con này thì không biết con nào. Đó. Nè. Đó con nào nha. Thông số nè. Tô hù. Đó anh em về tự câu nha anh em, tiếng Anh không. Đó, dây nhợ thì này gì nè. Đó anh em về đọc tiếng Anh này câu lại ha. Em chưa câu con này không thử nha nè. Đó. Con này nè, không thử nha. Đó anh em về tự xử nha. Rồi. Em sẽ thử hai con này thôi, hai con này dễ gom vô lụm mà. Rồi điện 220 nha anh em.
Đây, gom em này nha. Đó. Ok cho em. Quá gió luôn. Gió lắm nghe. Đâu rồi? Lấy cọng gió cho em coi nè. Đây đây đây. Đây nè. Nè, gió nè. Đó. Đó nè, thấy không? Rồi, một thằng để bên. Rồi tới em này nha. Đó, quá gió luôn nè em ơi. Đó, ok ha. Rồi, ngon lành. Đó. Em sẽ lên hết ba con này luôn anh em. Đó, về cho anh em chế cháo làm nha. Con này thử không được, nó quá nhiều dây rồi. Anh em về tự xử đi, tự thử luôn đi. Rồi. Mã này mã A21 nha anh em. Đó, mã 20 tới mã A21 ha. 21. Đó, mã 21 để giá cho anh em với giá là cũng là 100k cho ba con này luôn anh em. Đó. Giá gì yêu thương làm sao. Rồi. Để bên anh em ơi. Đó, A21. 100k đã đi qua. Rồi, em sẽ lên con motor này anh em. Đó, motor anh em thấy nè. Đó, để là điện thế thì sử dụng 100V nha anh em. 50 60 Hz/giờ. 110 tới 150W nha anh em. Đó. Đó anh em tự xử nha. Đó anh em, con này con hàng xịn nha anh em, hàng Nhật hàng gì á, nó 110 là anh em hiểu nè. À. Đó con này không biết nó bơm nước, nó bơm cái gì đây. Đó anh em về mua về chế cháo có chế gì chế nha anh em. Con này được sử dụng điện có 100V nè. Đó. Em đo đường kính sơ sơ này ha. Cái này là có khoảng là dài, độ dài từ đây anh em tới đây là 22 ha. Đó. Bề ngang của nó, bề ngang có khoảng 10 phân anh em. Bề đứng của nó có khoảng 13 phân ha. Đó. Dưới chân nó nè. Ở đây nó có cục cơ ba đây nè. Đó anh em thấy không? Có cục cơ ba đó đó. Ok nha. Anh em có chế cháo làm nha. Chạy ok lắm nha anh em. Điện 100V. Dẹp nó vô. Đây. Hộp 100V nữa nè. Đó. Ôi, điện đùng quá trời. Rồi. Đó. Ok cho anh em. Gom vô 100V nha. Đó, nó chạy đây nè. Nghe em nghe. Ok cho anh em. Đó. Nó kêu là cái cánh không ấy anh em nè. Ủa, nè. Cái chớn thì gỡ rồi đó nè, mà cái chớn còn ghê không? Đó nè, anh hiểu ha. Rồi, cái chớn nè. Rồi, ngon lành nha anh em. Đó, chạy ok ha. Rồi. Con này em bán lâu lắm anh em, hôm nay lấy ra bán lại nha. Hồi trước em bán con này tới 250 luôn anh em. Đó, cũng có người chốt. Hôm nay em sẽ hạ giá cho anh em giá rất là yêu thương nha anh em. Rồi, A này A22 ha. A22. Em sẽ để giá cho anh em với giá là con này với giá là chỉ là 150k nha anh em. Đó. Cho anh em về lấy cái gì đó chế cháo làm nha, còn sống bình thường nha anh em. Đó. Mã A22 nhưng mà để sử dụng điện có 100V nha anh em. Anh em nhớ nha, hàng xịn thì sử dụng có 100V thôi. Mã A22 150k. Đã đi qua. Em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó. Cái xe của em lên cặp vỏ này anh em. À, cặp vỏ thùng thôi nha anh em. Đó. Còn nữa có canvas đây nè. Đó, để dỡ cao lên chút anh em ạ. Đó. Cao là dễ thấy nè. Rồi. Đây cặp vỏ thùng đây, hiệu canvas đây. Sau lưng đó nè. Đó, RS5 nha anh em. Đó, hai quay 20W 6 ohm. Đó anh em thấy không? Đó, bên trong nó đây. Cái này bị gãy hình tim nha anh em, không sao nha anh em. Đó. Bên trong nè. Anh em thấy không? Còn rất đẹp nha nè. Đó có con tụ trong đó nè. Đó trong lòng trong thấm thì đầy đủ trong nha. Rồi. Một em để bên. Đó. Tới em này nha. Đó tới em này thì gì nè, đó anh em thấy không? À, thông số nè, đó. Này bị chút xíu cái này nha nè. Đó không sao nha. Thôi. Đó, ok cho anh em.
ngon lành nha anh em. Rồi khui ra đó, bên trong nữa nè anh em thấy không, đó có trong mâm trong thống đầy đủ nha. Rồi ngon lành cặp vỏ, đo đường kính luôn, bì nha, bì sâu của nó, bì sâu của nó là 24, bì ngang của nó, bì ngang của nó có khoảng là 25 với 15 đó, bì đứng của nó đứng có khoảng là 25 năm nha anh em. Rồi lên giá cặp vỏ thùng này luôn, vỏ thùng của Kenworth anh em. Rồi cho anh em mua về chế cháo làm ha. Rồi quên đo cái bát bên trong có được anh em ơi, để ngồi anh em hình dung được nha. Cái bát thì của nó cỡ tới đây nè, cái miệng tới đây nè đó, cái bát có khoảng 12 nha nè, và cái chép của nó chép lên tới đây, cái chép cơ khoảng 7 phân nha nè. Rồi đó anh em có thì tự lắp vô ha. Rồi cái mã này mã A23 nha anh em, đó mã A23 để cho anh em với giá chỉ là 100k nha anh em. Đó hôm nay thì em lên đồ toàn là xì ke xí mũi, mấy cái này là kênh phụ bên em nha anh em, đó để cho anh em về chế cháo mới đội mua kèm vô anh em, có nghĩa là mua của người ta kèm vô, có này ta kèm vô bán luôn anh em thì mình mua ha, chứ mấy này em có mua đâu anh em ơi. Đó mua em cũng chưa chẳng thử là gì nữa, đa số mua về là sống chết lắm nha anh em. Đó mà giá thì nó yêu thương ha, sẵn em bán như bán quầy lại cho anh em anh em. Đó mấy cái này em mua bán quầy lại cho anh em ha, đó mấy đồ linh tinh nè người ta kèm vô mà, có này có kia. Rồi không nói dài dòng nữa anh em ơi, đó anh em thấy video hay hữu ích thì anh em cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để có nhiều động lực ra nhiều video hay nha anh em. Rồi không nói dài dòng nữa anh em ơi, bye bye anh em, chào tạm biệt anh em nhé.